Hello cả nhà. Hôm nay mình quay chơi mấy cái ngày qua, nguyên ngày qua mà trời đất ơi, chuông cửa nó cứ gọi hoài. Ông xã mình rảnh dữ lắm nè, muốn mua hàng ở trên mạng á. Cái đem lại giao cái chuông cửa reo hoài luôn. Mình cắt mấy cái vỏ thôi, mình chưa có coi kỹ ở bên trong nữa, để mình quay sơ qua các bạn xem nha. Nhà giống như cái hàng sáng, còn mấy cái này là cái cũ nè. Để là một hồi mình nói về cái cây gimbal này, đủ thứ trên đời. Cái này là do ông xã mình bày đặt. Trời ơi, ông tối ngày ông cứ mua ở trên eBay rồi mấy cái trang mạng, bó tay một ngày mà mười mấy món á. Mà không phải ngày nào cũng vậy, nhưng ngày nào cũng vậy chắc chết. Để mình coi mình khui ra là cái gì nha các bạn. Ông mua lấy kéo mình cái mua cái gì đây không biết. Cũng đẹp, điện thoại, trời đất ơi, hiệu gì lạ quá. Ông xã mình là chuyên môn sưu tầm. Nó có cái cục sạc, headphone với sạc. Nhìn cái hộp đẹp quá. Này mới à, không biết này. Ông xã mình chưa có coi tới luôn á. Ông mua không? Ông mua ông để tên của mình là ông không bao giờ ông gớ. Ông để cho mình mở luôn. Trời đất ơi. Điện thoại. Ở phía sau cái này nhìn thấy đẹp quá chứ. Rồi xong, mình xem cái gì nữa đây. Trời đất ơi, mỗi lần có cái máy lớn rồi mà còn đi mua cái này nữa. À, hôm bữa mình có nghe nói nha. Mà mình hỏi giá là ông xã mình không bao giờ nói nhiều hết trơn nha các bạn. Nó cho mình cái password bên eBay, mình vô mình coi mà mình ơi, mình làm biếng coi mấy cái vụ đó. Muốn mua nhiều quá mua. Camera gì có mày không? Nhìn lại. Mua cái gì? Ôi chà chà, ôi chà chà, ôi chà chà.
Giao xá mình chuyên môn bày á, bày cho mình. Trời đất ơi, cái máy. Máy cầm tay nè. Có máy cầm tay ở nhà tổ bố, bây giờ còn mua thêm cái mini này nữa. Lên ống lên zoom vậy. Mà nhìn cái máy này dễ thương ha. Rồi mình biết rồi, cái máy này là nó có cái xong. Cái này cái gì đây? Mình mới cắt cái vỏ thôi. Ôi trời trời, ôi trời trời. Cái gì vậy trời? Mày cái ống len. Mày cái ba chân. Ôi trời ơi. Cái này nó không có cái catalog gì hết trơn. Hôm bữa mình có nghe nói cái cây này. Nó nặng à. Cây này nó nặng có dựng ký đó. Cái gì luôn đang. Đây là cái gấp đồ. Ngồi một chỗ á, mình ngồi một chỗ mình gấp luôn khỏi mất công đi xa. Vui. Trời đất ơi, mua cái gì tụi mình. Hôm bữa này. Gimbal. Cái cây này lại nó khác với cái cây đợt trước mình mua. Mình nói là hôm bữa mà các bạn coi cái video mà mình quay mà mùa thu bị nghiêng ngả. Tạm biệt mùa thu á, qua mùa đông á. Cái gimbal nó chạy luôn á các bạn. Rồi bữa nay là mới có 3 bữa mà ông xã mua cho mình cái cây, cái hộp này. Mà mình ngồi cái kiểu này mình review khó quá. Đây là catalog. Cái gimbal này nó có cái bóp này không à. Mình được quay như vậy cho nó nhỏ. Đây. Cái gimbal này là nó để trong cái vỏ, cái vỏ này. Mình
mới khui nha. Còn cái cây kim bồ này là cây cũ nè các bạn, đây cây cũ, cây này là cây cũ nha, cái nhỏ, cái nhỏ hộp nó đẹp. Đây đây là smooth quy, này là cây gimbal cũ, để mình làm cái video khác. Bây giờ mới có nói sơ qua cái mấy cái khui thùng mà đã 10 phút rồi. Smoothie là cây cũ, còn cái cây này là cây mới. Ôi, cây mới này. Đây, cây mới là cây này. Cái hộp của nó đâu ta? Đây, cái cây mới. À, cái hộp của nó nè. Đây. Mất quy là cái cây cũ. Là mấy cái cây này á, là nó có sạc pin nè. Với cây ba chân. Cây ba chân nè các bạn. Gắn vô đây. Đó. Để mình để. Còn cái mốt xuê là ba chân của nó nè. Cái đó là mình sạc ha, cây đó sạc. Còn cái cây này nè, mình nghe ông xã mình nói cái cây này là khỏi sạc. Để mình chưa biết nữa, để mình mở ra thử coi. Cái cây gimbal này nó chỉ có cái hộp vuông vậy thôi, rồi nó để trong cái miếng mút này, để trong cái miếng mút này mà nó nặng nha. Cái cây này là dạng như không có sạc mà xài cái kiểu cân bằng hay gì đó, lạ quá trời đất ơi, thép nặng ghê luôn. Vì sao đây xài sao trời. Đây. Là con ốc này mình dặn vô trong cái con này nè, làm thử luôn. Trời, cái này lạ nha, gimbal này lạ, đồ chơi này lạ. Đây các bạn, cái này mình gắn sơ qua thôi, không biết nó làm sao thì nó tới cân bằng. Còn cái điện thoại á, là mình để trên đây nè, nó có mấy cái, nó mấy cái cục trượt nè. Còn cái cây này, trời ơi, cây này là lạ nha, gắn vô đây. Nó nặng, gắn cái này gimbal, gắn cái điện thoại phía trên đây nè. Sau này ông xã mình hướng dẫn mình xài thử rồi mình quay lại cho các bạn xem. Trời, ông bày cho mình làm video làm biến cắt ghét video muốn chết.
Kim xong rồi cái ông nói sao mình làm mà cái tiếng nhỏ quá, ông kêu sao không gắn mấy cái microphone này vô để cái phao quăng điện thoại dưới nước nè các bạn, micro gì tùm lum á. Xong cái mình nói thôi ngồi đó mà để điện thoại á, micro dây ngắn bực bội quá. Cái xong cái bắt các bạn biết làm sao phải không mua, để mình cho các bạn xem đó. Yeah, ông đây mình nói cái micro dây ngắn quá, cái ông mua cái trước cái dây không mua cái dây dài nè các bạn, để ngồi một chỗ nói chuyện nó dài thế đây nè các bạn biết. Rồi cái sợi dây này đó là sợi dây ngắn, rồi mua cái micro bỏ vô túi để mà đi xa đó đang nói chuyện nữa mà mình có xài đâu. Rồi quay gì tùm lum tào lao á. Cái này nó nhỏ xinh, nhỏ là cầm vừa cầm cái tay luôn nè các bạn. Cái này để lên cái gimbal trượt được ạ. Đẹp ha. Nhỏ xíu à. Mắc cười. Bó tay. Bye bye các bạn. Gì đâu không.